nước cũng bủng bủng đây nè. Mình khui ra nha. Rồi. Rồi. Lụm. Trời ơi. Nó nằm một cục trong đây luôn mọi người. Kìa. Rồi. Hello cả nhà, chúc cả nhà một ngày mới thật vui vẻ, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nha. Thì hôm nay Hiệp quay trở lại Hiệp đặt lợp ếch nha mọi người. Đây là địa điểm hôm nay mình sẽ đặt lợp ếch nè, đây là ô đất nhà của mình nè. Mới bơm nước lên hồi sáng nay. Này đầy vậy nè. Cái chỗ này là mình hay dính nhiều ếch lắm nè mọi người, không biết bây giờ nó làm sao nha. Rồi mình chạy ra ngoài kia luôn, dạy ra ngoài kia có không? Nếu có mình đặt luôn, còn không có mình qua mấy bên kia người ta cũng mới bơm nước vô kìa. Đó. Ok, dẫn tiếp tục 13 cái lợp kẽm chống xét với 6 cái lợp che nha mọi người, tổng cộng 19 cái. Đấy, để mình đặt dưới đây một cái trước cho mọi người xem nha. Mồi thì bữa đó mình cái mồi ba cái mang kỳ cá biển đó mọi người. Người bữa đó mình xài hết lần ở cái đầu mình để lại mình đặt thêm lần nữa nè, không biết đằng sau này đặt nhạy không nha. Thấy nó cũng thúi thúi đó. Rồi, đặt đây một cái đi mọi người. Rồi, mình mới vừa đặt xong cái này nha mọi người. Rồi, tiếp tục mình lại đặt dài lên khúc đó luôn dài. Ô bên đó bơm nước chưa ta? Ô đó chưa bơm nước mọi người. Đặt dài lại đó xong rồi cái mình ra ngoài kia nha mọi người. Rồi, mình quay cho mọi người xem một cái thôi nha mọi người. Rồi, hẹn gặp lại mọi người. Rồi, mình quay cho mọi người xem một cái thôi nha. Hẹn gặp lại mọi người sáng ngày mai mình đi cuốn lợp rồi mình quay tiếp tục quay nha. Bye bye mọi người. Nếu các bạn có nhu cầu mua lợp ếch, lợp gắn, dán mini và tất cả các dụng cụ săn bắt, hãy liên hệ số điện thoại hoặc Zalo 037 211 4950 để đặt hàng theo yêu cầu. Hello, chào buổi sáng cả nhà nha. Thì sáng sớm là Hiệp đi thăm lợp ếch nha mọi người. Để Hiệp quay camera lại trước cho mọi người xem nha. À, mặt trời lên nè. Tối trời sáng trăng nữa mọi người, xui quá. Trời sáng trăng, trời yếu nha mọi người. Rồi, cái này thấy im ghê là thấy hơi... kỳ kỳ vậy đó nha. Rồi chất vớt luôn. Thấy kỳ kỳ là kỳ kỳ. Trời sáng trăng. Ơi cái đằng trước có mọi người. Hòn hòn. Mình mới thấy con ếch nó nhảy đằng trước. Nhảy trong lợp. Không biết mấy con ở đây. Hay là nó tông tông. Đại. Con nhỏ xíu ấy. Buộc luôn á. Ôi được ba con mọi người. Đây. Đó. Không đỡ. Cái đầu không dính rồi. Cũng đâu chết quớt rồi. Đây nè. Ba con nha. Rửa cái. Ủa bốn con. Bốn con mọi người. Hả? Bốn con nha. Có lý. Cái này có lý nè. Rồi, còn cái này nữa mọi người. Thăm cái này xong mình chạy xe lại đằng đó. Cái mình thăm hai cái đẳng nữa. Tiếp tục cái này. Cái địa điểm này lúc trước mình đặt ngon lắm. Tưởng không có chứ. Cái đầu tự nhiên chết quết. Rồi cái này có luôn rồi. Ba con nữa nè. Ba con nha mọi người. Cũng đỡ. Ba em. Rồi, ba cái đầu tiên cái đầu không chạy nha mọi người. Hai cái sau chạy, cái ba con, cái bốn con. Rồi để mình bọc chạy xe là qua bên kia. Rồi. Tiếp theo này mọi người. Đây hai cái bên đây một cái với đây một cái nữa. Xong rồi mình chạy lên trên kia, ba cái. Cái này không thấy động tĩnh. Ui. Nè không thấy ông tịnh gì hết mọi người. Có dấu vô ếch lại mà không được. Gộ chết luôn à. Xui rồi mọi người. Con này không chạy à. Quá xui. Tiếp tục cây ngay chân đây rồi sao. Nước nó cạn lại rồi.
Ui. Lúng lúng. Nước cạn rồi mọi người ơi. Xui rồi. Ôi cũng không cạn gì mấy. Ôi khó luôn nè mọi người. Cái này 4 con 5 con luôn nè. Đó. Đó. Cái này chạy cũng đỡ. Ôi cái này chạy mạnh luôn mọi người. Đây, mấy con đây, một con ngoài này nè. 2 4 6 con nha mọi người. Cũng ngon á. Cái này ok phết. 6 em. Cái chạy cái hông cũng đỡ mọi người. Cái đằng kia đặt kiểu ngược gió. Ủa, đâu ngược gió đâu. Kiểu ếch nó không đi xa mà. Gần đây dở ha. Đặt cái cặp mé này thì ok rồi, mình chạy lên trên đó 3 cái nha mọi người. Qua Noel cái không khí y gan không khí Tết luôn mọi người. Nhớ Tết quá. Rồi, cái nãy mình đặt cái mé trong đó, giờ chạy ra đây 3 cái mọi người. Đây 1 cái. Đường nước đó 1 cái, trên kia 1 cái, 3 cái. Rồi, khui cái này luôn nè. Ủa, có nước chào chào ra nè, màn nước chào chào ra. Khui hẹt, rồi lụm 3 con mọi người. Nè, 1 con trọng trọng, 2 con nữa. Để rửa cái này. Ba con nha mọi người. Nè. Ui, 4 con luôn mọi người. Nhưng con nhỏ nè. 4 con nha, cái này không có chỗ rửa à. Nước này dơ quá. Đó, 4 con nha mọi người. Con này chạy ngon á. Đây. Rồi. Tiếp tục. Cái đầu tiên chạy vậy là ok. Đi tiếp rồi mình thăm 3 cái mình lo bộ đi. Tiếp theo cái thứ hai. Lúa này mình phái đặt lúa non gì nè mọi người. Dễ đặt với ếch nó đi nhiều. Lúa lớn lên rồi cái ếch nó vô lúa núp. Đặt nó không có chạy mạnh. Lúa lớn rồi đó, cái này chạy mạnh nè mọi người. 2 4 5 con hay vậy. Đó. Mấy con này 2 4 5 5 con nha mọi người. 2 4 5 con. Ô, đường này chạy mạnh mọi người. Đúng là nước mới bơm vô chạy. Chạy mạnh đi. Cái này 5 con. Đấy. Hello mấy anh yêu. 5 con nha mọi người. Còn cái cuối cùng này. Cái cuối cùng này xong rồi mình qua bên kia, mình chạy lên xe lại đằng kia mà mình thăm mấy cái cuối cùng kia luôn. Hôm nay đặt chưa 19 cái. Nãy giờ hết 3 cái này nữa là 8 cái à. Còn 11 cái nữa. Đằng kia còn 11 cái bên kia nha mọi người. Nó thăm trễ quá. Biết tình hình sao. Rồi, tiếp theo cái này mọi người. Lại mình thấy màng màng nước chào chào ra mới ngon. Cái này không thấy chào quá ta. Ui, ôi trời. Lụm mọi người. Kìa. Chạy mạnh luôn á. Mấy cái này chạy mạnh luôn nè mọi người. Kìa. Mấy con bự nữa. Này 5 con hết. Đó. Cái này chạy mạnh luôn mọi người. Quá đã quá đã. Ừ. 2 3 6 con mọi người. 6 con nha. Quá đã luôn. Có con bự nữa kìa.
Ở đây ba cái chạy nha, chạy trúng mánh hết ba cái luôn mọi người. 6 con nha mọi người, con bự bự không à. Quá đã. Rồi mình chạy lên trên kinh trên đó nha mọi người. Để biết kinh trên đó chạy bằng kinh dưới đây không nha. Hôm qua mình đặt mình thấy chỗ nó cũng im đó. Rồi. Nãy mình đặt bé kinh bên đó đó mọi người, kinh trên đó đó. Giờ mình chạy xuống kinh dưới đây nè. Đó. Để sửa mấy cái lợp này lại. Rồi đây là cái đầu tiên nha mọi người. Đấy, rồi có động nước rồi kìa. Ít nhiều thôi. Động nước thì sợ ít nhỏ mọi người. Ui, rồi y chang luôn, không xê chút luôn. Ít nhỏ nè, hai con. Hai ít nhỏ mọi người. Động nước là dễ dính ít nhỏ lắm. Ít nhỏ nó hay động nước lắm. Lúc chốc lắm. Anh mini không phải anh mini cũng được. Rồi mình lại đằng đó một cái nữa. Cái ăn này coi, coi. Rồi này đọng nước luôn nè mọi người, đừng nói mini nữa nha. Chỗ hồi đó hôm qua cái anh kia anh chở xe ba gác á, anh chở ba máy á, anh lọt đó. Hôm qua mình kiêng dây lên với anh muốn xỉu luôn mọi người. Nó lọt nhớ luôn, chạy sao nó lọt xuống ruộng luôn, lũng nguyên lỗ lúa anh ta luôn. Rồi, cái này cái động nước nè này. Này màn nước chào chào ra có lúa nó xẹp xẹp là ớt đó mọi người. Ớt nó lại tối nó lại ngồi dẹt lúa vui nè. Rồi chạy mạnh luôn mọi người, có con ớt nó ngồi nghe miệng hôm luôn nè, vô vô nó nè. Cái con này này 4, 5, 6 con hết vậy mọi người. Có lý. Ôi ôi, một nồi luôn rồi ơi. Đã nặng y luôn. Quá phê. Quá đã cái nhà ơi. Cái này không phải 2, 4, 6, 7 con nha mọi người. 7 con luôn. Hai con đây. Với đây 5 con nữa. 7 con nha mọi người. Quá đã. Tiếp. Cái gì là mạnh nè mọi người. Cái này mọi người. Thấy động nước không đây? Không thấy động nước nha. Ôi hè. Ô chạy luôn. Ô chạy mạnh luôn cái nào ơi. Ok. Hết bự bự cơ mà. 2 4 5 con hết vậy. Nè. Ok. Nè mọi người. Chạy kìa. 4, 5 con nha mọi người. Con bự bự cơ mà, trọng trọng cơ mà. 5 con. Đấy. Nãy giờ chạy là mà ở ngoài trong ruộng là chạy mạnh lắm mọi người. Nãy giờ mấy cái trong ruộng trên kinh trên kia cũng chạy. Dưới đây nãy giờ cũng chạy. Nãy giờ ở đây ba cái chạy hết ba cái rồi đó. Có cặp mé đường lộ á là mình thất bại hai cái thôi. Bơm nước, ta bơm nước chưa mọi người? Biết sao đây? Rồi, cái này chạy yếu mọi người, có con một nè. Con một mà mọi người.
nước nè. Ta bờ sáng người ta bơm nước lên mọi người nè, gác máy lên nhóc chân ta bơm nước lên ruộng á, nó âm thanh nó không có được trong chẻo, mọi người cũng thông cảm cho mình nha. Đây cái này có động nước nè, động nước luôn mọi người. Cụ hàng nè, cụ chạy ba con mọi người. Ôi ba con nè, ba con nha mọi người, để mình rửa cái ba con nè. Đây con, đây con với đây con nữa. Vậy là ok nha mọi người. Rồi, tiếp tục mọi người. Rồi. Cái này động nước luôn mọi người. Nước cũng bủng đây nè, mình phui ra nha. Rồi rồi lụm một nồi trong đây luôn mọi người nè. Đó mấy con đây, ôi ôi cái kia bèo hết. Quá im quá im. Cả nhà đặt ở ruộng á, cả nhà lưu ý mấy đường nước giữa nè, mình đặt cặp cặp đây nè, ếch nó chậm dưới đây nè, tối nó cũng lên đó nè, chạy mạnh hơn. Này năm con nha mọi người, năm con đó, năm con nha. Cái lợp này quay không thấy rõ không mọi người đó. Ok rồi, mình đây còn cái ở đó, ăn cái nữa, rồi mình qua bên đây ba cái nữa nha mọi người. Thăm cái đây trước đi. Gì trời, hôm qua mình nhớ mình đâu đắp lên nhiều dữ đâu, cho nhiều dữ hả. Khui hàng rồi, chết quất mới chơi mới chạy đây, chết quất rồi, chết rồi nha mọi người. Vô một con luôn, còn đây ăn cái nữa. Lúc luôn mọi người, khui hàng, ô dính mọi người, hai con nè, đây con, đây con, hai con, đến đây mình rửa. Nhiên cái này không chạy buồn được chứ. Hai cái đây, hai cái mà, cái không chạy. Rồi mình qua bên đây mọi người. Bên đây mình còn ba cái. Bên đây cũng bơm nước luôn. Rồi thăm đây một cái nè. Còn đó một cái nữa đó. Ở trên kia một cái này ngập lúc rồi, rồi chết quớt luôn, chết quớt luôn cả nhà ơi. Xong rồi, mấy cái này củ bắp rồi, coi cái này coi sao. Ủa, cái này như có mà người thấy nó động lên nè. Có à, hai con nè, con bự nằm đây nữa nè, ôi trời ơi. Đó. Hai con nha mọi người, con bự con nhỏ. Đỡ mọi người, có chạy
cái cuối cùng bằng đó luôn mọi người. Cái cuối cùng nè, này đường nước mà tối không biết bơm hồi nào, bơm người ta bơm hồi tối là cũng như xong chạy yếu, tối sáng trăng vậy mà chạy cũng ngon luôn rồi. Này thấy đậm nước đây nè, vàng á, trời ơi nó nằm một cục trong đây luôn mọi người kìa, ui khủng đi chứ. Dạ thôi hôm nay góp này mấy con đây, 2, 4, 5 chục con cái này, cái này chục con nè, quá phơi. Tưởng là cái nào không chạy, tưởng đâu ba cái đây chết rồi, bây giờ cái trên kia chạy 2 con, cái này chạy 1 đống luôn, chục con luôn. Rồi ok nha cả nhà, để mình qua mình quay tổng thể cái nữa rồi về nhà mình đổ cho mọi người xem nha. Đây để ba cái này đây đó mọi người, thấy không, mấy cái đầu tiên là chạy đều hết luôn nè, cái nào cũng chạy hết à. Cái nào cũng chạy hết trơn, mấy cái đầu tiên nè, có mấy cái ở trên đường lộ nè không chạy nè, 2 cái trên đường lộ nè, nó này chạy không tống luôn nè, nó cũng vừa chạy đi, cái này chạy đều hết luôn nè, cái này chạy con còn nãy nè. Rồi 19 cái em rồi, mình để 3 cái này lên rồi mình hẹn mọi người về mình đổ ra cho mọi người xem hôm nay được nhiêu nha. Rồi nãy giờ mình chút ra mọi người này được nhiêu nha. Đó, ếch hôm nay cũng không có bự gì mấy. Căng rồi. Rồi, 3.4 nha mọi người. 3.4 thì chắc còn là 3.2 á. Thì heo này. Nè, 3.4 nha. 3.2 thì 10 là mình 19 cái, 19 cái mà 3.2 là cũng không có trúng gì mấy. Cũng tạm trúng luôn. Tại ếch hôm nay nó nhỏ quá mọi người. Đó, rồi video đến đây cũng kết thúc nha mọi người. Chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người những clip lần sau. Bye bye.